Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận 200 đồng CIT trên sàn CoinX ha. Đây là cách nhận miễn phí luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần làm theo cách của mình thôi và các bạn hoàn toàn có được là 200 đồng CIT này nha. Mình vừa nhận được một cái thông báo ở đây nè. Rồi thì mình vào đây mình check là mình có được 200 token vào tài khoản nè. Để mình check giá cái đồng CIT ở thời điểm hiện tại là 0.00339. Thì để mình tính cho các bạn ha. Đây, mình lấy cái giá này nha, 0.0339 33, mình nhân với 200, mình được là 6,7 đô, mà mình nhân với tỷ giá là 24.000 thì được 160 các bạn. 160 này là mình có thể mình rút về ví được nha, và ở đây mình làm miễn phí nha các bạn. Cho nên là cái gì miễn phí thì mình ưu tiên ha. Rồi thì cái quy trình nó đơn giản thôi. Thứ nhất á, là các bạn sẽ làm theo các bước này ha. Đầu tiên á, là các bạn sẽ đăng ký qua link này của mình. Đặc biệt là qua link này các bạn mới nhận được 200 token nha. Còn các bạn đăng ký không qua link này thì sẽ không có nha. Sau khi xong á, thì các bạn sẽ làm một trong hai bước này để nhận nha. Bước 1 á, thì các bạn sẽ đăng ký và xác minh tài khoản. Cái việc xác minh thì nó cũng đơn giản thôi. Thì khi mà các bạn hoàn thành bước 1 xong là bạn kiếm được là 50 cái đồng CET nè. Còn cái bước 2 á, là các bạn nạp vào tối thiểu từ 1 đô. Nói chung là nạp bao nhiêu cũng được ha, nạp vào tối thiểu thôi. Nó không có yêu cầu là bạn có giao dịch hay không ha. Thì các bạn sẽ nhận được là 150 đồng CET này. Và tổng hai cái bước này các bạn làm, các bạn kiếm được là 200 đồng CET ha. Tương với là 160 mấy ngàn, lúc nãy mình tính cho các bạn á. Thì ngoài ra các bạn có thể lấy cái đồng CET này nè, các bạn vào đây để đánh phu chờ cũng được ha. Ở đây ha, thì nó cho mình đánh phu chờ trên đây luôn ha, phu chờ nè. Đánh phu chờ nè. Đó, mình chọn cái đồng CET để mình giao dịch trên đây ha. Đó, hoặc là các bạn có thể giữ cái giá này lại để khi nào mà nó tăng giá các bạn bán cũng được ha. Nói chung là tiền ở trong ví của các bạn muốn làm gì cũng được ha, tùy ý. Đó, thì giá nó thời điểm hiện tại ở đây ha. Thì ở đây mình sẽ xem cái tỷ giá của nó nè. Đây là cái chạc của nó nha, mình coi chạc 1 giờ nè. Đó, thì giá nó cũng đang nằm ở đây ha, 0.003 nè, chạc ngày nè. Thì nó cũng nằm ổn định ở 0.003 ha các bạn. Rồi, đỉnh của nó là 0.06 nè, 0.1 nè, đó. Các bạn có thể chờ nó lên đỉnh để bạn bán ha, 0.1, 0.14 đi. Các bạn lấy 0.14 mà nhân với 200. Các bạn kiếm cũng được 28 đô các bạn. Nếu mà các bạn giữ đến nó về cái ATH ban đầu ha. Nói chung là mình làm xong là mình có ngay nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào cái link đăng ký ha. Link đăng ký thì mình sẽ để phần mô tả video hoặc là ở phần comment á, các bạn thấy các bạn copy ha. Sau đó các bạn dán vào trình duyệt á. Rồi ở chỗ email này á, thì các bạn sẽ nhập đúng cái email của các bạn nha. Đây là email của mình nè, nhập vào đây. Còn cái password này á, thì các bạn sẽ nhập password tùy ý nha, nhưng mà nó có yêu cầu là phải có chữ hoa và chữ thường nè. Được chưa, để mình nhập lại cho mình nhớ á. Rồi các bạn thấy cái chữ tôi đồng ý không, bấm vào đây nha. Sau đó bấm đăng ký nè. Rồi xác thực bảo mật thì các bạn bấm vào đây nè, gửi xác minh. Ở đây thì nó cho mình chọn để tránh cái việc mà mình dùng robot á. Đây nè, cái máy cassette đầu tiên nè. Sau đó tới trái táo nè. Rồi tới cái hình này ha. Rồi sau đó mình bấm lưu lại cũng được, không lưu cũng được ha. Lưu lại đi cho dễ nhớ. Và mình vào đây mình check mail nó gửi về cho mình rồi các bạn. Đây 6 số này nha, mình dán vào đây. Sau đó bấm xác nhận là xong nha. Ở đây nó hỏi là tôi là người mới hay tôi là người có kinh nghiệm gì đó, thì các bạn có thể chọn tôi là người có kinh nghiệm được hoặc là tắt bỏ ha. Rồi tới cái bước này là chưa nha. Chưa nha, các bạn cần phải làm giùm mình thêm một bước nữa. Các bạn vào tài khoản nè. Đó, các bạn vào tài khoản đây ha. Sau đó vào cài đặt tài khoản. Ở đây là các bạn cần phải là xác minh cá nhân nè, bấm vào đây nha. Xác thực cá nhân nè. Nó yêu cầu là xác minh số điện thoại hoặc là xác minh qua OTP.
Nói chung là tới đây các bạn cần phải làm theo yêu cầu của nó nha. Làm thì cũng nhanh ha. Rồi đến đây thì các bạn cần phải liên kết số điện thoại nè. Bởi vì là của mình chỉ có một số điện thoại thôi, cho mình không có demo cho các bạn được ha. Mình hướng dẫn cho các bạn cách làm thôi. Vào đây xác minh xong, vào đây liên kết số điện thoại, rồi liên kết OTP. Nói chung là các bạn cần phải làm hết các bước ha, để nó biết rằng á, đây là tài khoản thật chứ không phải là tài khoản ảo ha. Bởi vì là CoinX á, nó tặng tiền cho những tài khoản thật nha, hạn chế cái việc mà bạn cheat nhiều tài khoản, cho nên là nó sẽ xác minh qua cái này. Rồi thế là xong thôi. Khi xác minh xong á, thì bạn sẽ chờ khoảng tầm một xíu nó sẽ xác minh cho các bạn ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn lại ha. Vào đây, vào cài đặt tài khoản. Đó thì tại đây các bạn xác minh giùm mình là số điện thoại thật nè, rồi xác minh OTP là xong nha. Khi mà các bạn hoàn thành tới bước này á, thì nó sẽ tặng cho các bạn là không, xin lỗi, tặng cho các bạn là 50 CT vào tài khoản. Nhưng mà nó chưa tặng liền đó ha. Các bạn làm xong á thì khoảng đâu đó 24 giờ đổ lại nó sẽ tặng nha. Hoặc là có thể xa hơn một xíu. Tại vì hôm trước mình làm xong nó tặng mình cũng không để ý nữa, lúc nãy mình vào mình mới thấy thôi. Nó tặng mình từ ngày 4 nè, hôm nay ngày 7 mình mới quay nè các bạn. Ha. Nói chung là chắc chắn có nha, nhưng mà các bạn có thể vào check thường xuyên. Hôm bữa mình đăng ký rồi mình cũng quên đó, mình vào đây mình check lại ha. Rồi để nhận thêm là 150 token nữa đó, thì các bạn cần phải làm thêm một bước nữa là các bạn nạp tiền vào. Nạp thì đơn giản thôi, các bạn vào một tài sản nè, chọn là giao ngay. Đó. Ở đây thì các bạn bấm vào nạp tiền nè, bấm vào đây. Rồi ở đây thì nó bắt buộc các bạn phải chọn mạng để nạp ha. Ở đây thì mình sẽ chọn là USDT cho nó dễ nha. Ở đây thì mình sẽ tùy chọn cái mạng, các bạn bấm tiếp theo nè. Rồi ở đây nó hướng dẫn thì bấm tiếp theo ha, để mình qua cái bước này. Rồi cái chỗ mà lựa chọn loại coin á, thì các bạn bấm vào đây tùy vào cái đồng coin mà các bạn muốn nạp. Nhưng mà thông thường mình nạp bằng USDT á, thì nó phổ biến nhất ha, các bạn bấm vào đây. Rồi cái chỗ mà địa chỉ nạp tiền nè, cái chỗ này á, bạn có thể chọn một trong bốn cái địa chỉ này. Thông thường á, thì cái phí mà thấp nhất á, là cái mạng BEP20 á, bạn bấm vào đây. Rồi bấm vào tôi đã biết rủi ro nè, bấm xác nhận. Rồi ở đây thì nó có một cái địa chỉ ví ha, các bạn copy địa chỉ ví, các bạn chỉ cần chuyển vào đây $1 thôi. Nói chung là chuyển tối thiểu ha, $1, $10, $20 gì đó cũng được ha, chuyển bao nhiêu cũng được, nhưng mà yêu cầu cần phải có chuyển tiền vào đây. Khi mà chuyển tiền thành công rồi á, thì các bạn cần phải chờ một xíu cho nó xác minh ha. Ở đây nó để là nạp tối thiểu là $0.59 nè, các bạn có thể nạp $1 vào đây ha, để mình nhận được cái phần thưởng đó. Khi mà các bạn làm xong các bước này rồi á, thì các bạn sẽ chờ cho nó xác minh và nó sẽ nạp tiền vào tài khoản của bạn ha. Thì các bạn vào cái chỗ tài sản này nè, các bạn vào chỗ tài sản giao ngay thì nó sẽ nằm ở trong đây ha. Cái đồng CT nó sẽ nằm ở đây. Đây, để mình vào cái ví của mình cho các bạn xem nha. Đây, $6.8 nè, vào giao ngay nè. Đây các bạn thấy không, nó đã nạp vào tài khoản của mình đây nè. Và nó hiển thị cái số tiền mình đây luôn ha. $6.8 thì đâu đó cũng trăm mấy các bạn, dư tiền mình ăn phở luôn các bạn, mình làm miễn phí thôi. Rồi thì bây giờ mình giới thiệu với các bạn về sàn CoinX nha. Đây là một sàn giao dịch đa nền tảng, các bạn có thể vào đây để house spot nè, rồi đánh future, rồi kiếm tiền trên đây, rồi stacking để kiếm thêm. Nói chung là có rất là nhiều chương trình dành cho những người đăng ký mới. Nói chung là các bạn đăng ký tài khoản trên CoinX sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi trên đây ha. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn được đa ngôn ngữ. Ở đây thì nó có hỗ trợ tiếng Việt luôn nha, bấm vào tiếng Việt ở đây nè. Ở trên trang chủ thì nó sẽ có những cái thông báo, các bạn có thể vào đây để xem những cái thông báo và cập nhật những cái thông báo mới để nhận được những cái chương trình ưu đãi của CoinX dành cho những người dùng CoinX ha. Ví dụ như một số cái thông báo về lừa đảo nè, CoinX sẽ không có liên hệ với bạn để đăng ký hoặc là gì ha. Nói chung là sẽ không có ai liên hệ với bạn với mạo danh là CoinX nha, các bạn lưu ý. Rồi cái thông tin là cái đồng CT sẽ được đốt trong tháng 5 đó. Đây là cái chương trình đốt token để thứ nhất là giữ giá được token, thứ hai là giúp cho token nó khan hiếm và nó tăng giá ha. Các bạn giữ được giá token càng lâu thì cái giá của nó sẽ càng tăng ha, bởi vì là CoinX có chương trình là đốt token ở trên đây. Rồi những cái chương trình như là ký quỹ nè, rồi giao dịch ở trên đây, rồi niêm yết một số token mới, tham gia những chương trình launchpad. Rồi các bạn có thể nhận được thêm những cái tiền thưởng giao dịch ở trên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu chung về sàn CoinX ha. Ở trên trang chủ nó là
thông tin về những cái chương trình rồi những cái đồng coin phổ biến nhanh này. Ở đây là thị trường tiền điện tử giao dịch, ở đây các bạn có thể xem ở đây, các bạn có thể tải app về để giao dịch nữa nha. Rồi cái việc nạp rút thì nó đơn giản thôi, các bạn xác minh xong thì các bạn có thể nạp rút ngay lập tức được rồi ha. Rồi cái chỗ thị trường này thì các bạn có thể xem biểu đồ các kiểu ha. Còn về giao dịch á thì vào cái chỗ spot các bạn có thể giao dịch ở đây, cái phần giao ngay ở đây nè. Rồi cái chỗ mà giao ngay giao dịch spot á thì thời điểm hiện tại CoinX nó cũng cung cấp rất là nhiều những cái đồng coin trên đây ha, các bạn muốn hao cái đồng nào cũng được ha. Đó, kể cả một số cái đồng min coin ví dụ như là AI Dot cũng có luôn nè các bạn. Đó, rất là nhiều những cái đồng token đây ha, các bạn có thể lọc theo giá, lọc theo biến động. Thông thường nếu mà các bạn muốn hao á, muốn lướt sóng á thì các bạn lọc vào cái chỗ biến động này nè. Mình xem là cái giá, cái con nào nó đang ở mức giá tốt thì mình hao vào. Ở đây thì mình ví dụ ha, cái con SSS này nè, nó đang giá cũng khá ngon nè, bấm vào đây xem. Đây mình xem cục ngày nè các bạn, nó đang ở cái đỉnh của nó là 16 nè, nhưng mà hiện tại của nó chỉ có 0.13 thôi. Ở đây thì nó đang đang gom token nè các bạn, nó đang chặt gom ha, các bạn có thể hold cái con này cũng được. Rồi hoặc là các bạn hold mấy con coin mà tăng giá để mình ăn theo, ăn theo cái sự tăng trưởng của nó, ví dụ như là cái con Ladi này đi. Đó, các bạn có thể ăn theo cái sự tăng trưởng của nó ha. Đây nó đang tăng nè, cái cột 15 phút đang tăng nè. Rồi đó là cái giao dịch spot ha, còn giao dịch future đó là giao dịch đòn bẩy ha. Các bạn vào đây thì nói chung á, nếu mà các bạn có kinh nghiệm, có kiến thức thì các bạn có thể giao dịch future, thì ở đây nó hỗ trợ rất là nhiều những cái đồng coin trên đây. Những cái cặp coin trên đây rất là nhiều, các bạn có thể vào đây. Kể cả các bạn giao dịch được những cái con min coin trên đây luôn ha. Rồi về tài chính á, thì nó sẽ có là quản lý tài chính AMM, Doc. Rồi chương trình thì có là thi đấu xếp hạng giao dịch, rồi có ít Aerox Station. Chương trình này dành cho một số các bạn mà kiểu cày chai kiếm tiền ha, đó là cái chương trình Aerox, tham gia Aerox thì để nhận tiền. Ở đây thì nó có những cái chương trình tặng token các kiểu nè, các bạn tham gia thì sẽ có ha. Nhưng mà hiện tại thì chương trình nó đã kết thúc rồi. Đó, rồi đấu xếp hạng nè. Còn những cái chương trình phụ ví dụ như là mời bạn bè trở thành đại sứ của CoinX, rồi người hợp tác CoinX. Đó, có rất là nhiều những cái phương tiện để giúp cho các bạn kiếm được tiền ở trên CoinX ha. Thì cái mục đích chính của cái video này là mình hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn đăng ký tài khoản CoinX và săn được 200 CT token vào tài khoản. Các bạn lưu ý nha, ở đây nó không có tặng hết cho toàn bộ nha, nó chỉ hỗ trợ cho 300 tài khoản khi mà đăng ký qua link của mình thôi. Cho nên các bạn cần phải đăng ký sớm để nhận được nha. Nếu mà các bạn đăng ký từ cái con số 300 trở về sau thì bạn sẽ không nhận được 200 token của CT nha. Và đây là cái chương trình độc quyền của bên mình. Ở đây thì mình chỉ mới giới thiệu thôi, cho nên là các bạn đăng ký mới thì sẽ còn cơ hội để nhận được nha các bạn. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký để kiếm được 200 CT token vào tài khoản ha.